Hello, hôm nay em xin chia sẻ với quý vị một cái clip này. Em rất là vui mừng và cảm ơn hết tất cả những cô chú, anh chị em và các bạn ở trên kênh Cúc Channel mà ở trong nước và nước ngoài đã yêu thương Tấm Cúc và dành những cái ưu ái cũng như những cái tình cảm gửi quà cho Tấm Cúc qua những cái clip em kể chuyện bà con nghe thư giãn vui cũng như những cái lời tám chuyện và chia sẻ là rất là thành thật của Tấm Cúc đó, nên bà con yêu mến. Và hôm nay Tấm Cúc vừa nhận được một cái thùng quà, quý vị, một cái thùng quà của cái nước nước nào em cũng không biết nữa, nhưng mà tại vì em có nhận được thông tin từ hai vị khán giả, một là ở Canada và một là ở nước Úc, là hai người nói là đang gửi quà cho em hồi tuần rồi á, tuần trước gì đó. Thì em nghe thông tin như vậy nên hôm nay em nhận được một cái thùng quà. Thì em không biết là từ Úc hay là từ Canada, nên em muốn mở thùng quà và cùng với quý vị xem bên trong cái thùng quà là như thế nào. Em cũng xin bật mí một cái là nếu mà trong thùng quà của bên Canada thì em biết trong đó có một cái chai nước hoa, chai dầu thơm á. Tại em có nghe thông tin rồi, bữa có gọi nói là có mua chai dầu thơm, nước hoa trong đó. Còn nếu mà thùng quà bên nước Úc thì trong đó có sữa. Em chỉ biết thông tin vậy thôi chứ em không biết cái gì bên trong. Thì ngồi mời quý vị cùng với em mà để mà mở thùng quà ha. Nhưng mà trước khi mở cái thùng quà, quý vị ơi, còn đặc biệt hơn nữa, đó là em cũng vừa được may mắn được một vị khán giả bên nước Mỹ gửi tặng 1.000 đô la Mỹ. Em tính em chia sẻ mà hôm nay vui quá nên em chia sẻ với quý vị luôn. Đây là 1.000 đô la Mỹ em vừa nhận được ngày hôm qua của một vị khán giả ở bên nước Mỹ gửi tặng cho Tấm Cúc vì những cái việc làm của Tấm Cúc, kể chuyện vui cho bà con thư giãn là cười một nụ cười bằng 10 thang thuốc bổ. Và bên cạnh thì Tấm Cúc cũng hay có chia sẻ những cái niềm vui cũng như là hay có gặp những cái hoàn cảnh khó khăn, thì thật sự em cũng hay chia sẻ đó quý vị. Em cũng giúp người ta trong cái âm thầm lặng lẽ, nhưng mà kiểu như là mình làm gì có trời biết đất biết, nên là ơn trên phái những cái ông bụt, những bà bụt xuống để mà tặng em này kia cho em vui. Thì qua đây em cảm ơn rất là nhiều, 1.000 đô la anh nhận em vui quá. Bây giờ mời quý vị cùng với em ha, đi ra đây để mà mở cái thùng quà đây nè, nói là có cái thùng quà đây quý vị. Hôm nay em cầm cái máy nha. Đây, đây là cái thùng quà quý vị ơi. Đây, đây, đây. Đó quý vị thấy cái thùng quà đây. Em chỉ thấy được cái chữ giá trị cao nè, dưới đây. Hồi nãy em nhận người ta kêu em ký tên dưới ghi dưới đây, mà em cũng không có đọc được ở trên đây là của nước nào gửi nữa, nên là em mời quý vị cùng với em để mà khui cái thùng quà nha. Bây giờ á, em xin phép em lấy cái kéo em khui thùng quà, và bây giờ để em cắt 1.000 đô để vô. Mừng quá, vui quá quý vị ơi, em làm việc tốt được quý vị thương em mừng quá đi. Rồi bây giờ em xin phép với quý vị, em xin cắt cái thùng quà này xem của nước Canada hay nước Úc nha. Tại vì em mở trên đây là cái vị khán giả gửi cho em sẽ thấy trên đây á, những người mến chuyện của em, kênh của em á, nên em xin nha, được mở cái thùng quà nha. Vui lắm, vui những cái cảm giác thế này quý vị, mình làm kênh YouTube được bà con trong nước và ngoài nước yêu thương á, mình vui á, vui không có tả xiết đâu, cho nên là em phải làm clip để em lưu giữ lại xem cái nữa tới mình lớn tuổi á, tức là mình xem lại coi cái khoảng thời gian đó mình làm YouTube được bà con yêu thương như thế nào, trời chắc vui lắm, hạnh phúc vô cùng. Nên vậy giờ ai tặng em gì cái là em làm clip. Bữa hôm em chia sẻ trên cái bài thuốc, trên cái clip mà bàn tay vàng Tấm Cúc đó, cái mình đã hộp dược, em có nói là từ đó trở lên bà con tặng em gì em làm clip hết. Không, bữa hôm thì em không có làm, tại mình thấy bà con tặng mà mình cứ làm hoài mình cũng ngại, mà suy nghĩ lại người ta tặng mà mình không làm thì không có cái kỷ niệm, nên thôi làm. Chứ bà con đừng có nói em khoe khoang nha, nhiều khi được em được tặng tiền như nãy á, được tặng tiền 1.000 đô Mỹ á, xong mà nếu em không nói thì sao tự nhiên mình im ru à. Còn mình em nói thì không phải như khoe đâu, mà là một cái niềm vui của em muốn quý vị cũng thương em thì cũng mừng giùm cho em á. Bởi vậy em mới nói là em mua thuốc cho quý vị, hay là em tặng đường phèn, hay là em làm cái gì đó cho quý vị á, quý vị yên tâm đi. Tại vì em nói là em giúp cho quý vị, một là em được quý nhân giúp lại cho em tới 5 7 lần, bữa em có nói trong đó đó, rõ ràng không, mới tặng cho quý vị bây giờ là được được thưởng lại 1.000 đô la, trời ơi mặc sức mà. Rồi bây giờ mở cái bọc ra em mới thấy bên trong có cái giấy gửi, để em nhìn cái
Rồi cái này em không có đưa thông tin được, nhưng mà em biết cái thùng này là của ở bên Canada. Canada gửi cho em. Ok, để em mở ra bên trong nha. Canada là bên trong có nước hoa nha quý vị. Mà nước hoa là cái nước hoa chai gì thì em không biết. Ai gọi em vậy trời? Em đang làm clip mà quý vị gọi em là bó tay chấm cơm nha, em không có nghe được nha, bà con thông cảm nha. Nhiều người gọi cho em làm clip em nghe không được á, dặn em đó chứ không phải chơi đâu, nói là cút sao mày gọi hoài nó không nghe. Biết nó có chảnh chẹ gì không thì xin thưa không có đâu, tại em đang làm clip gì em đâu có nghe được đâu. Nghe cũng tám chuyện vài câu hỏi thăm thôi mà em phải đang làm clip á. Mỗi lần mở gì sợ mất thời gian quý vị. Đợi tí xíu nghe coi bên trong gì. À, hồi trước tới giờ thì trên kênh YouTube của em nhận quà từ khán giả từ nước Mỹ á, gửi cho em thì nhiều. Còn Canada thì thật sự đây là lần đầu tiên em nhận thùng quà nha. Và cái thùng quà của một khán giả ở bên Úc gửi về cũng là nghe đồn là cũng là lần đầu tiên. Trời ơi. Một anh trai ở thành phố Cần Thơ mà gọi tấm khúc hoài à. Giờ này em đang làm clip anh nghe không được. Chắc là anh xem clip anh nghe ha. Anh đang gọi tấm khúc nghe không được. Anh gọi hai cuộc liền. Em đang quay chương trình đâu nghe được đâu. Anh thông cảm nha. Rồi bây giờ trong đây bọc quà và em lấy ra tặng nhanh cho quý vị ha. Rồi em lại đằng bàn em ngồi em tám chuyện và kể chuyện cho quý vị nghe ha. Bây giờ là em mở ra đằng cho quý vị ấy nè. Rồi dầu cá quý vị ơi, dầu cá omega 3 uống cho sáng mắt. Chắc nói bà Tám bà ngồi bà làm clip hoài, bà xem điện thoại, bà xem comment rồi đó. Chắc là mắt yếu nên là bồi dưỡng mắt. Rồi dầu cá, ok. Rồi collagen, collagen uống cho đẹp da. Collagen, hộp collagen. Rồi dầu gió xanh, một một hộp dầu gió xanh một lố như thế này là 12 chai quý vị, tại vì có bà con ở bên Mỹ gửi cho em biết cho nên 12 chai lố dầu gió xanh này nè. 12 chai lố dầu gió xanh. Rồi Việt Nam mình mê dầu gió xanh của nước ngoài lắm. Cái này gì đây? À, salon bát, salon bát cái gì đây? Hai hộp salon bát. Trời ơi, cái này mà ngồi kể chuyện rồi lâu lâu tối nó nhức lưng nhức vai rồi ha, quất vô dán vô. Rồi hôm nay em ngồi nhiều á, em mà nhức chỗ nào em dán chỗ nấy, nhầm bữa hai cái mông hôm nay em ngồi nhiều nó nhức á, em lấy một miếng em dán hai mông bán đây miếng đây miếng. Em kể mắc cười chết đi được đó. Hai cái salon bát và đây hộp gì nữa đây. Cái này chắc cũng là thuốc hay thực phẩm gì đó tặng mình uống cho mình khỏe đó quý vị, em nghĩ rằng vậy. Để em kiểm tra sao, bây giờ em mở ra thôi. Còn này là cái này chai nhỏ mắt quý vị ơi, cái này chai thuốc nhỏ mắt cho mình sáng mắt ha, quá dữ. Còn này là một cái hộp này, hồi nãy như em nói thông tin là nước hoa đó chứ gì. Rồi chắc hộp nước hoa này nữa quý vị ơi. Rồi hết rồi. Ủa còn chai dầu này, dầu gì, chà bá lửa. Dầu, ủa dầu này dầu gì ta, chai này chai gì ta, chai dầu, chắc dầu màu trắng hay dầu gì, em cũng chưa từng sử dụng cái chai dầu này. Lần đầu tiên em thấy chai này cho nên là lấy có gì em mở sau em xài thử thôi. Còn dầu xanh thì em biết. Rồi cái này là cái này chai nước hoa. Thôi em mở cho vị coi luôn nha. Coi coi cái chai nước hoa bên trong là cái gì. Trời, người ta kỹ, người ta có cái này lần nào mở 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 thùng quà cũng sức mồ hôi hột hết. Em cũng muốn mở gì để cho cái người gửi thấy được là mình mở như vậy, coi bên trong nó có đủ đồ hay là nó có gớt đâu hay là nó như thế nào á. Có clip quay trực tiếp luôn, thôi em xé luôn nha. Cái gì lủ hủ trong đây vậy ta? Ôi cái này không phải nước hoa không mà là còn mấy chai trong đây luôn nữa nè. Rồi bây giờ em lấy từ từ ra nha. Này, ơ trời ơi gớt rồi. Vụ gì đây? Này gì đó đỏ đây, son môi hay gì đây? Thôi để em vô em kiểm tra sao ha. Còn chai này chai hiệu Lancôme, Lancôme nè, Lancôme. Chắc sữa rửa mặt ha quý vị. Này chắc là sữa rửa mặt ha. Sữa rửa mặt. Rồi. Cái này gì nữa đây? Cái này cũng là Lancôme.
Để em kiểm tra sao rồi em mới biết cách sử dụng, chứ em cũng chưa biết cách sử dụng đâu. Này gì đây? À, cái này kem, kem sức mặt của Lancôme luôn. Hình như trong đây chắc Lancôme không á. Vụ nãy vụ đây đây. Cây này cây gì đây? Chắc cây cây cái cây vuốt mascara. Mascara. Rồi trà nước hoa. Rồi má ơi rớt cái gì tùm lum tà lá chứ gì nè. Nước hoa hộp nhỏ hộp bự gì trời ơi em mở mà mồ hôi mồ kê thấy đổ. Kem này cũng Lancôme nữa nè quý vị. Kem này kem sức mặt Lancôme nè. Em đây đây đây. Rồi cái chai nước hoa này cũng là chai Lancôme luôn. Chai nước hoa Lancôme. Ra cho em mở luôn đi, lỡ 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 khoe ai khoe luôn đi. Hồi cái bắt đầu mình làm xong cái mình đóng lại cái bắt đầu mình chụp hình nên mình khoe lên trên mạng. Ồ, chai lăn cơm đây 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 quý vị. Đây, chai lăn cơm. Ôi thơm quá nè. Rồi, cảm ơn rất là nhiều một người khán giả ở bên Canada đã gửi tặng cho Tấm Cúc. Đó quý vị thấy không? Ôi, em được quý vị khán giả cưng dữ lắm luôn đó trời. Ôi, ai cưng em gì em mừng lắm. Cưng nhiều nhiều đi. Thôi em xin phép để đây, bây giờ em mời quý vị lại em lại đàng hoàng em ngồi xuống em kể chuyện và tám chuyện cho quý vị nghe nha. Cái quà để đây hồi em sắp lại sao. À quên nữa, trong đây còn mấy gói gì đây. À mấy gói nhỏ mà kiểu như là cái tip nhỏ người ta tặng đó quý vị, giống như mình mua nước hoa lớn á, cái người ta tặng cái tip nhỏ nè. Mẫu thử ở bên nước ngoài hay có gì đó người ta tặng mẫu thử cho mình, ở trong đây có tip nhỏ nè để mình bỏ vô cái giỏ mình đi đâu cũng rất là thơm á nè. Nè tip nhỏ gì nè, mình đi đâu mình xịt vô thơm lắm á. Trời ơi lăn cơm này đã quá nè. Ok em cảm ơn nha, bây giờ lại bạn ngồi nha, để bạn ngồi tám chuyện tí xíu ơi, rồi em ra đem soạn này đó, mở nhiều thằng quà đây mà sức mồ hôi hột hết trơn rồi nè. Cái này mà ai mà tặng mà thùng quà bự bự hơn nữa chắc bà mở thùng quà chắc bà xỉu luôn quá. Mà mở có nhiều mà tôi sức mồ hôi hột. Đó các cô các chú thấy vậy đó, bà con thương Tấm Cúc vậy đó. Là bởi vì nói sao mà em nhiệt tình với quý vị dữ lắm, sưu tầm chuyện kể chuyện làm vui cho quý vị. Rồi bây giờ em sẽ lấy ghế em ngồi ha, lấy bàn em ngồi để mà tám chuyện với quý vị và kể chuyện cho quý vị nghe nữa ha. Rồi bây giờ tiếp tục ngồi xuống đây trò chuyện với quý vị nè. Em chạy xuống em mặn ly nước dừa em uống một cái bắt đầu ngồi đây em kể chuyện cho quý vị nghe. Vừa kể chuyện về tám chuyện nha cô chú anh chị. Những người mà thương mến Tấm Cúc á, trời ơi Tấm Cúc vui quá trời vui. Kéo hơi dài đã đời. Em mê uống nước dừa lắm, ngày nào cũng uống nước dừa quý vị ơi. Mà hôm nay á, trước khi vào cái mẫu chuyện này kể cho quý vị nghe tám mấy câu nữa cái là quý vị biết không, em á là em được một cái phước như thế này quý vị, là những cái loại mà mỹ phẩm em xài trên mặt em á, son phấn hay là kem hay là cái gì đó, là em may mắn được quý vị khán giả trong nước ngoài nước gửi tặng em không à. Ừ đỡ cái vụ đó đó, bởi vì em làm có được nhiêu tiền em đã dành được. Cái khúc này hên. Khúc này làm được hên thì quý vị thấy đó, mình sống mình giống như lời ăn tiếng nói của mình rất là quan trọng. Mình có sao mình nói vậy, tình thiệt thì nhiều khi mình nói cũng có nhiều cái mà nó hơi thật tình quá đó, thì có người nghe rồi khi người ta cũng khó chịu, người ta giống như người ta chạm trúng cái cọng dây tự ái người ta. Nhưng mà thật sự khi mà mình nghe qua rồi mình thấy ngẫm lại đúng là cái đời như vậy, có những cái chuyện mà mình cảm thấy là khi mà mình xem cái gì đó nó quá nặng nề á thì mình xem người ta rất là bình thường lại thì không có được. Như hôm nay Tấm Cúc chia sẻ với quý vị là em cũng bật mí là có một khán giả ở bên nước Úc cũng đang gửi thùng quà cho em, và hôm nay thì em nhận cái thùng quà này thì của một khán giả ở Canada. Em xin gửi lời cảm ơn rất là nhiều với một cái tấm lòng tốt đã mến kênh Cúc Channel cũng như mến Tấm Cúc và gửi tặng để mà làm một cái gì đó cổ vũ cho em, để mà em có tinh thần em kể chuyện nhiều hơn gửi đến quý vị. Đó
Thì cũng như là một khán giả ở bên Mỹ thì quý vị thấy là 1.000 đô la là quý vị cũng đổi ra tiền Việt mình cũng nhiều chứ đâu phải ít đâu hết quý vị. Nhưng mà được một cái người ta mến em nhiều lắm thì mới như vậy. Thì nhân đây em cũng xin cảm ơn rất là nhiều với cái tình cảm như thế này. Thì ở đâu cũng có người dày người khác quý vị. Có người thì người ta thấy đồng tiền người ta đưa vào cái chỗ giống như người ta gửi tặng. Tại vì tấm cúc làm vui, cười mỗi ngày. Đôi khi nó không có còn mà cảm thấy buồn phiền, không có đau bệnh nữa thì nó còn hơn là tiền nữa đúng không quý vị? Còn có người thì xem tiền nặng quá, đôi khi nó cũng làm một cái ảnh hưởng gì đó. Giống như lúc nào mình ăn uống mình cũng nghĩ tới tiền nè, mình ngủ mình cũng nghĩ tới tiền nè. Thì em xin chia sẻ là tại sao em nói như vậy. Em chia sẻ hôm nay thì cũng có một cái chú như thế này quý vị. Trước khi em vào kể cái mẫu chuyện cho quý vị nghe thì em tám cái này nha. Cái này là tại vì mấy bữa trước em có chia sẻ đến quý vị một cái clip mà em nói là tấm cúc có bàn tay vàng đó quý vị. Hai clip trước hay gì đó. Bàn tay vàng để mà mua 27 vị thuốc thì cô chú gửi em mua đó uống cái vụ tai biến cũng hết nữa. Người ta kêu em làm clip chia sẻ đó. Thì quý vị nghe lại cái clip bàn tay vàng tấm cúc đó coi. Thì em mới chia sẻ. Thì có những anh em ở bên nước Mỹ á, nghe quý vị nhưng mà không biết đường nào để mà gửi tấm cúc. Gửi email nè, gọi về gửi tấm cúc quá trời nhiều người luôn á. Mà em không có mua được tại vì em hỏi rồi không có gửi bên nước Mỹ được. Gửi qua thì được nhưng mà đôi khi người ta kiểm người ta cũng bỏ sọt gác hết. Đó là ở tiệm thuốc Bắc nói như thế. Thì em không có gửi được cho nên ở bên Mỹ á, mới gọi về ở Việt Nam này cho những cái người thân của người ta đó. Người ta nhờ người thân ở Việt Nam á, là điện cho em. Rồi nhờ em hốt giùm, rồi gửi đến cái địa chỉ của người thân của người ta ở Việt Nam này luôn. Thì ok, em nhận lời, ví dụ như nếu mà gửi người thân ở Việt Nam thì em có thể mua gửi được, chứ gửi qua Mỹ thì em gửi không được. Ha. Vậy đó thì người thân mới gọi cho em, nói là chị Cúc ơi, có một cô này tên là cô Mỹ Phương nha quý vị. Cô này ở Sóc Trăng, cho chị Cúc nói hai ba câu cho chị hợp, chị không có nói gì hết trơn á. Tại vì đây cũng là một cái lời chia sẻ và tâm sự đến quý vị thôi. Để thấy là tấm cúc như thế này và người kia như thế kia nãy nọ vậy đó. Thì Mỹ Phương cứ gọi cho chị Cúc là chị Cúc ơi, chú của em ở bên Mỹ, mấy chú là nghe cái clip của chị chia sẻ cái bài thuốc 27 vị. Người ta uống người ta hết bệnh hay quá, tai biến được cũng hết á. Mà mấy chú không biết như thế nào mới điện về kêu em là gửi chị mua giùm mấy chú với. Chị làm ơn chị mua giùm em 4 thang đi. Xong tấm cúc nói là ok, nếu mà mấy người đó là khán giả trên kênh chị thì chị sẽ mua giúp, chứ chị không có buôn bán gì hết nghe Mỹ Phương. Thì cô này cũng nói dạ em biết, em có nghe rồi, bây giờ em có vô em có coi cái clip chị á, cho nên em biết rồi. Thì bây giờ mấy chú em nhờ vậy đó, chị làm ơn chị mua giùm em 4 thang đi, rồi chị gửi với địa chỉ của em ở Sóc Trăng nè, em cho địa chỉ chị. Thì tấm cúc nói ok thì em cho địa chỉ đi, ngày mai chị đi mua chị sẽ gửi cho em. Thì cũng trùng hợp với mấy người gửi nữa, em mua tập trung luôn. Tới ngày mai á thì em mua xong bắt đầu là em cũng bỏ vô cái thùng đồ ha, em tính gửi cho Mỹ Phương rồi ha. Nó nói gửi xuống dưới đi rồi em mới gửi tiền sau, thì em cũng xuất tiền em mua trước quý vị. Xong tới sáng hôm sau thì có một chú ở bên Mỹ, ổng gọi về cho tấm cúc. Ổng mới nói là có phải là cháu tôi là Mỹ Phương gửi kêu cô bán 4 thang thuốc không? Xong tấm cúc nói dạ chào chú, con không có bán thuốc, Mỹ Phương có nhờ con mua giùm 4 thang thì con có mua chứ con không có bán. Cái em nói thôi thôi đi cô ơi, ở trên mạng toàn là buôn bán giả dối không, cái gì đâu mà không bán. Cái tấm cúc mới nói là thấy là quê đó nha, tao thấy cắn cắn khúc này rồi đó nha. Nói chú ơi, tấm cúc không có bán, tấm cúc làm clip á, là Mỹ Phương nói là mấy chú ở bên Mỹ á, thấy mấy chú của Mỹ Phương á, thấy được cái clip đó cho nên điện về nhà Mỹ Phương mua giùm cho mấy chú. Chứ mấy chú không có gọi tấm cúc được vậy đó. Thì con mới hứa là mua giùm Mỹ Phương. Ông nói cháu tụi nó không có biết gì trơn, Mỹ Phương nó không biết gì trơn. Tôi nói cho cô nghe nè, bây giờ tôi không có tin ai trên mạng hết trơn. Nếu mà bán thuốc á, là một thang thuốc là phải đúng 45 vị, chứ không có 27 vị dĩ đây chứ. Phải đúng cho tôi là 45 vị. Và một thang thuốc là phải căng đúng 2,2 kg. Và giá tiền là 449.000. Mà một thang thuốc là phải đủ 45 vị và phải căng đúng cho tôi 2,2 kg tôi mới chịu. Ủa tấm cúc quản hổn đó. Ủa chú ơi, chú mua thuốc ở đâu con không biết, cổ này cái toa thuốc gốc của gia truyền của bà ngoại con để lại chỉ có 27 vị thôi chú ơi. Ông nói 27 vị gì? Phải đủ 45 vị và phải căng đúng một thang 2,2 kg. Mà có 400 mấy ngàn, 429.000 hay gì. Ông nói luôn, ông nói giá luôn. Ông cúc nói thôi vậy chú mua ở đâu chú mua đi, cái này Mỹ Phương nó gửi con mua thì giống con uống sao con mua vậy, 27 vị. Chứ đâu có cái đâu mà ra 45 vị, nếu 45 vị thì chú mua đi. Còn nếu mà chú nói cái giá tiền 400 mấy mà chú kêu thuốc bắc căng cho chú một thang thuốc 2,2 kg. Thì chú nghĩ đi, cái thuốc gì chứ không có thuốc bắc đâu chú ơi. Đúng không quý vị? Thuốc bắc người ta mà ổng căng 2 kg mấy,
mà ông nói có mấy trăm ngàn à, là thuốc gì? Trời ơi, cái này chắc thiệt tình chắc phải đi ra vườn kiếm mấy cái cây mà cỏ mực, cây cỏ bằng chầu rồi ha, mình chặt ra một thúng vậy đó rồi mình căn ký. Mà còn chưa có gì nữa, quý vị biết người ta thuốc người ta khô cây thuốc quý trong rừng sâu rồi người ta tìm nhân sâm đồ nãy kia mấy cái vị nhỏ nhỏ gì nè, mà ông dám nói hai ký mấy mà phải bộ đủ 45 vị. Rồi ông nạt tấm cúc nói con không có buôn bán chú ơi, mà ông cứ nạt mình. Ông nói thôi tôi không có tin trên mạng đừng có nói nữa. Nói ừ chú không tin thôi để con điện cho Mỹ Phương con nói là con không có gửi cho Mỹ Phương nữa, con có mua rồi nhưng mà thôi để con gửi cho người khác chứ con không có gửi cho Mỹ Phương nữa nha chú. Ông nói ừ cô nói cô làm gì đó cô làm đi chứ tôi không có tin trên mạng ba cái lường gạt người ta. Má ơi, nghiệp tới nữa. Em chia sẻ cái clip này là sau đó Tấm Cúc mới gọi cho Mỹ Phương, Tấm Cúc mới nói là cưng ơi là chú có nói gì đang không, ổng gọi cho chị, ổng la làng, ổng chửi chị luôn. Là chị thấy kỳ lắm rồi cho nên chị sẽ không có gửi cho cưng nữa nghe Mỹ Phương. Nó đâu gửi tiền cho em đây, em xức tiền mà. Cho nên là thôi chị không gửi nữa. Thì nó mới nói trời ơi chú em, ổng không biết, những chú khác nhờ, còn chú này em không biết đâu chị ơi. Cho nên là thôi em xin lỗi chị. Rõ ràng là em điện em nhờ chị mua giùm, nhưng mà chú em không biết, ổng nói nặng nhẹ chị gì thôi cho em xin lỗi nha. Thì đó là qua này, là chị sẵn đây chị nói là chị không có dặn Mỹ Phương và cũng không có dặn những cái chú mà gửi mua. Nhưng mà chị nói cái chú này như thế nào mà ổng có được số điện thoại Tấm Cúc mà ổng gọi về ổng la gì. Ổng không biết đầu đuôi như thế nào nhờ Tấm Cúc mua mà đi lại nói Tấm Cúc là nãy kia. Mà ổng đòi theo ý ổng là phải 45 vị, trong khi người ta chia sẻ bài thuốc 27 vị rồi ổng đòi 45 vị ở đâu ra vô cho ổng. Mà một thang là phải mấy ký cho ổng mới được nha. Trời ơi, thiếu chị em 100 gram cũng không được nữa. Mà phải là bằng giá bao nhiêu tiền nữa. Thôi lại hồn luôn. Nhiều cái bởi vì gặp tình trạng gì không, bởi vì em mới nói đâu phải là nước Mỹ mà người ta gửi 1.000 đô, còn có người thì tính từ đồng từ cắt vậy đó. Thì quý vị thấy em kể cái này á, là cũng mong các anh mà bên Mỹ xem cái clip của em á, là có bà con nghĩ với chú đó đó với Mỹ Phương ở Sóc Trăng á, thì có nghe được cũng xin đừng có buồn Tấm Cúc. Em chia sẻ sơ qua thôi chứ em cũng không có nói gì, em chỉ nói là giống như không tin thì có quyền, ai cũng nghĩ là trên mạng thì có quyền tin với không tin, nhưng mà đối với Tấm Cúc thì có sao em nói vậy. Thì có nghĩa là em nói là cái người mà người ta thoải mái trong cái cơ thể người ta cảm thấy tiền nó nhẹ hiều à, sống thì làm cho có tiền nhưng mà chết cũng không có mang theo được, nên người ta cảm thấy nó nhẹ lắm. Người ta gửi cả 1.000 đô mà người ta vẫn cười khè khè, người ta không nghĩ lại gì hết. Trong khi cái người mà vài đồng bạc thôi mà tính từ đồng từ sen như thế thì nghĩ đi, lúc mình mua đồ ăn là mình đã suy nghĩ rồi, cái lúc mình ngủ mình cũng suy nghĩ sợ người ta gạt mình, rồi cả đời vậy đó. Những người đàn ông mà cái tánh mà như thế, em thề với vị, em nói thiệt với vị, em là người phụ nữ em hiểu nè, đó là cái người phụ nữ bên cạnh ổng là khổ, khổ suốt đời với cái người chồng như thế. Tính từ đồng từ cắt vậy sao vợ con nó chịu nổi. Và thật sự anh em cũng không dám tới nhà luôn đó. Mẹ tới nhà mà ăn nhiều cả ổng không la làng sao. Rồi con cái nó cũng khổ khi có một người ba, một người vậy. Đúng không? Bây giờ với tỷ như mình không có tin đi, ví dụ như bà con nhờ mua đi mà không tin thì điện à cô ơi à, thuốc đó tôi nghĩ chắc là tôi uống không có hợp với cơ thể tôi, thôi cô đừng mua ha. Thì bây giờ mình lịch sự mình nói vậy đi, tại vì cháu mình nó nhờ người ta mua, giờ mình cảm thấy mình không tin được thì mình cũng nói à tôi sợ tôi uống không được, thôi cô đừng gửi tôi, đừng gửi cho nó hay là gì đó nó không biết thì còn nghe được. Con này hai tôi không tin đâu, lường gạt không, phải đủ 2 ký 2 cho tôi, phải đủ 45 vị cho tôi mới được. Ủa 45 vị gửi đâu ra, đó là nó qua cái vấn đề khác chứ nó đâu có hay như cái to thuốc 27 vị của Tấm Cúc đâu trời. Thiệt đó, nếu mà các chú của Mỹ Phương hay Mỹ Phương có nghe được thì nhớ copy cái clip mà bàn tay vàng Tấm Cúc á, rồi copy link đó gửi cho ông coi giùm chị mệt dữ lắm ha. Thôi bây giờ vô vấn đề kể chuyện cho chị nghe, bữa nay tám chuyện. Em tám chuyện em vui chứ em không có nói gì nha, tại vì bà con gửi đồ cho em vui lắm chứ không có gì hết. Rồi bây giờ em vô em nói á, con người ta sống chết nó có số rồi. Có nghĩa là mình vui đi, lúc nào mình cũng vui đi, mình đừng có nghĩ gì nó xa xôi. Quý vị thấy giống như là 1-2 bữa trước gì đó, là quý vị chắc nếu mà xem tin tức chắc có xem được cái tin mà đang không, mà mấy cô mấy chú cũng đi tập thể dục buổi sáng ở cái công viên Tao Đàn gì trên Sài Gòn đó quý vị. Đó, mẹ đi tập thể dục cho khỏe mà cuối cùng bị mấy cái nhánh cây nó ngã rồi đứt bóng đâu hết 1-2 người gì đó. Rồi còn mấy người đi bệnh viện nữa. Là quý vị thấy rõ ràng không? Tới chừng cái số ai nó gặp à, đi tập thể dục cho khỏe mà cuối cùng lụm luôn. Thì quý vị thấy sẵn đây em chia sẻ với quý vị, mình lớn tuổi mình tập thể dục á, mình cũng đừng có tập nó mệt quá.
Hán với vị, giống như đây là thật sự em chia sẻ, em cũng là người tập thể dục nhưng mà em tập rất là nhẹ. Mặc dù em chưa có đến nỗi nào lớn tuổi lắm nhưng mà em tập rất là nhẹ. Tại mình tập mạnh á, cơ thể mình nó mệt lắm, nhịp tim mình nó sẽ loạn xạ lên, nó làm mệt á, rồi nó nhồi máu cơ tim. Quý vị còn nhớ một cái nghệ sĩ mà Chí Tài gì đó, cũng là tập thể dục mà đang trên cầu thang cũng quỵ ngang đó. Tin tức nó đưa thì em thấy như vậy đó. Thì quý vị thấy đó. Và em chia sẻ thêm nữa là ai gọi em hoài luôn á trời, từ chiều giờ em chịu hết nói luôn, gọi quá trời gọi em. Quý vị đợi em cái nha, em bấm đứng này cái nha. Em nói tới đâu rồi, em vừa nói em vừa ngưng lại hoài luôn á. Có người gọi vô hoài, thì em nói tới cái vụ thể dục thì quý vị thấy đó. Thì em cũng xin chia sẻ thiệt luôn là nếu mình tập á, tập thể dục á, nếu mình tập từ hồi nào tới giờ thì cơ thể mình nó đã quen với cái gân cốt nó giãn ra, nó co ra co vô rồi đúng không? Thì nó mình tập hoài tới luôn được. Còn nếu mà đang không á, nào giờ giống như cái cây từ nhỏ giờ cây mình nó lớn nó cứng rồi, mình uống cái là nó gãy nhánh luôn. Cho nên là lớn tuổi rồi mình tập vừa vừa thôi, tập quá nó bị cũng như cái gân với cái máu mình nó không có lưu thông kịp với cái tuổi của mình đó, mà mình tập những cái nhảy nhót hay là những cái gì hơi mạnh đó, cái trái tim mình nó đập mạnh đó, dễ 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 huyết áp với nhồi máu cơ tim rồi. Quý vị nhớ em kể cái này ha, khoảng mấy năm trước. Mấy năm trước má em là một người rất là bình thường, rất là khỏe. Bà bán cà phê mỗi ngày mà đập nước đá bán cà phê mỗi ngày rất là khỏe. Xong mà cái khoảng thời gian đó tự nhiên má Tấm Cúc gọi cho Tấm Cúc nói là coi trên mạng á, thấy một cái ông thầy hay là một người nào đó hướng dẫn là sáng á, là nên là vũ mấy cái tay là tập rồi tay chân vũ quơ rồi đó là khỏe lắm, và tập cái kiểu gì đó. Cho nên là sáng bữa nào má cũng đi lên trên cầu má tập, giống như có cái cầu đá lớn gì nè, má đi dài lên đó rồi má tập, má quơ vợ quơ tay quơ gì tùm lum á. Xong tự nhiên nghe vậy khoái quá đi quơ, quý vị thấy bả quơ đâu mới có 1-2 tuần gì tự nhiên ngã và bị tai biến luôn đó quý vị. Tối ngủ tai biến luôn rồi bây giờ tới hôm nay mấy năm trời đó là cũng vậy đó, kiểu như là nó không có cái gân của mình, nó chưa có tiếp thu được, nó không có dịu được từ lúc nhỏ tới bây giờ đang xong đang lớn, mà tự nhiên bây giờ mình uống lại cái nó làm cái rớt một cái lợn nó đi luôn. Bởi vì tập vừa vừa thôi. Nếu mà quý vị có thể tập, mình tập nhẹ nhàng trên giường thôi quý vị. Tập cái này, cái chiêu này thì thật sự em cũng xin chia sẻ đến quý vị với các cô các chú như thế này ha. Em có tập rồi nhưng mà em chia sẻ nhẹ một cái thôi, một chiêu thôi, chứ em nhiều chiêu lắm. Em nhiều chiêu lắm. Nhưng em chia sẻ một chiêu này thôi. Sáng ha, mình thức dậy ha, mình nằm trên giường đó, mình khoan nó đi xuống nha, hai cái chân của mình búng đi. Búng cái kiểu là búng sao mình đạp xe đạp á, hai cái chân mình á mình cứ duỗi tới duỗi lui nè, mình đạp xe đạp đi quý vị, đạp đi, đạp 50 cái cho em, là quý vị đạp một cái chân làm chừng mười mấy cái là nó kêu một cái gắt một cái chân bên phải, rồi đạp tí nữa là bên trái nó kêu một cái gắt, hoặc là bên trái trước bên phải trước, nhưng mà hai chân nó sẽ kêu một cái gắt phải không, là cỡ 50 cái đi là chắc chắn nó sẽ kêu hai bên là cái hai đầu gối mình nó đã như giãn gân giãn cốt, nó kêu gắt gắt rồi ha. Bắt đầu là xong rồi phải không, để xuống cái giò quơ quơ nè, quơ quơ tròn tròn nè, bắt đầu búng một cái bạc rồi là nó kêu từ ở khớp ba đùi của ba đì của mình, là trên cái mông mình đó, trên ba đì á nó giãn ra liền, đá một cái mạnh nha là nó kêu một cái gắt một cái, rồi bên đây một cái gắt một cái nữa, xương sống hết nhất, cái lưng hết nhất. Em chia sẻ với vị mà xem clip em là em thấy thiệt may mắn lắm, em là con người có sao em chia sẻ như vậy. Làm thử á, nếu mà quý vị chưa có lại đạp, đạp xe đạp mà nó chưa kêu, đạp từ từ nó cũng kêu. Mới lần lần đầu chắc là hơi mỏi nhưng mà từ sau đi búng rồi cho giữ vô. Tập cái đó nó cũng hay vụ kia lắm, búng giỏi. Đang tám này chuyển sang tám khác rồi đó quý vị. Thì hôm nay cái clip này em rất là vui, em nói là búng giỏi để mà làm chuyện này chuyện kia, thì em quay lại em lấy cái này em khửi cái chai này, em để em mở nãy giờ mà nó thơm quá quý vị. Trên nước hoa này nè, em có xài cái màu kia, cái lan cơm này nè, mà cái màu hồng hồng kia, còn cái màu này là em chưa có xài cái mùi này, nhưng mà cái mùi này em thấy nó cũng rất là thơm. Em xịt thử miếng ấy. Trời. Chưa đó. Xịt vô đây miếng. Làm clip mà được bà con tặng này kia vui quá quý vị. Đó, thì khi nào mà một khán giả bên nước Úc có gửi cho em, chắc là em làm clip em cũng mở ra thử coi bên trong có cái gì. Để em trước tiên là em cảm ơn và em muốn lưu giữ lại để mà bà con gửi mà tặng cho em á. Thì mình vui mà, người ta mến mình người ta mới gửi chứ quý vị biết là mình mua đồ mình tặng bà con, mình mà mua đồ mình tặng ai là mình cũng phải quý cái người đó dữ lắm.
chứ chứ đang không mà đâu có mua được. Kiểu vậy thấy nè, dầu gió nè, dầu gió là bên Canada, không biết nó có giống bên Mỹ không. Bên Mỹ thì em nhận hoài luôn, ở Canada thì không biết sao. À, cũng hay lắm quý vị, em nhận mà bên Mỹ gửi lặn lố hay lố mà được cái là giống như em sửa nhà hay là em làm gì hay là ai tốt tốt cho em hay là em thấy hoàn cảnh nào mà người ta đau bệnh rồi đó, cái em cũng hay cho em lấy lặn chai hay chai cái em tặng lại, bởi vì em xài dầu hao lắm, không phải em xài mà nguyên sớm xài em cho với cái người gửi em, tao đi mua tao gửi mệt chết mà cho em lụm chứ. Đây là gì nè đó, cái chai dầu này lần đầu em xài với mấy cái này. Và nhân đây thì em xin đây nè, cái salon bath này tốt lắm nè, chị nhất mình đồ hay lắm nè, trời ơi vui quá quý vị ơi. Rồi bây giờ thì hôm nay thôi, cái clip này cho em chia sẻ là em xin cảm ơn quý vị rất là nhiều, vì đã thương một cái đứa cháu, một cái đứa em như tấm cúc này và xem clip nhiều. Thì như quý vị thấy là bởi vì em mới chia sẻ, em mới nói mình làm tốt là được, quý nhân giúp đỡ là không có sai đâu quý vị. Thật sự đó, mình đừng có nghĩ là mình làm đó là mắc đâu, mình làm không có mắc đâu, mình làm là được hết trơn. Cho nên là đó là một cái điều mà cảm thấy là nhiều khi em cũng cảm thấy là mình có cái ơn trên hậu độ. Thì em cũng hay chia sẻ như vậy. Có thể là quý vị thấy nhỏ này nó nói ba lơn ba trợn gì chắc không có đâu, nhưng mà đối với em thì em tự thấy là em cũng có một cái chút gì đó sự che chở của ơn trên với những cái việc làm của em. Em nói với quý vị, em là một người phụ nữ mà nói về vấn đề mà những cái cô với những cái bác mà lớn tuổi á ôm em á, là em nói thiệt á, em dám chắc không có người phụ nữ mà nào mà được ôm nhiều như em. Mấy bả là gặp em mấy bả ôm hôn chục cục cục. Bữa hổm em mua thuốc giùm cho mấy cô nào đó, mấy cô nào ở bên Bến Tre hay là đâu người ta, xong nó tắm cúc ơi, ước gì gặp được tắm cúc để mà hung, để cầm cái tay tắm cúc mà hung bằng tay tắm cúc cái chắc nó đã lắm. Này em chia sẻ mà nó gặp tắm cúc mà ôm cái tay cầm cái tay tắm cúc hung. Mình thấy mình vui quá trời luôn à. Trời ơi quý vị ơi, làm YouTube này em yêu các khán giả quá trời luôn, người ta thương em đến nỗi mà mình cảm thấy xúc động. Mình cảm thấy nếu mà mình không làm YouTube hồi đó giờ dòng họ mình thương mình nhưng mà đâu có thương kiểu như khán giả gì đâu quý vị. Dòng họ mình có ai mua mấy cái này cho mình xài đâu. Em nói thiệt luôn á. Dòng họ thì dòng họ ruột thiệt chứ mượn tiền cũng phải trả chứ có cho tiền đâu. Ừ, nói khúc này luôn. Dòng họ mượn tiền cũng phải trả nữa chứ không ai cho luôn á, chỉ có cái khán giả là mới cho tiền em thôi quý vị. Những người trong nước và giờ ở ngoài nước cũng vậy, ai cũng vậy chứ, thương em lắm. Rồi phía trước nhà em lại có khách nữa rồi quý vị ơi. Thôi bây giờ em xin phép em ngưng tại đây nghe, có gì em gặp quý vị sau nha. Nhà em có khách nữa rồi.